Ok, quý anh chị cũng thấy đó là trong cái tuần lễ vừa qua đó, chuyên mày nói đó, cái market thật sự nó không có crash nhưng mà nó pull back. Nhưng mà quý anh chị có biết đó, là khi nào mới thật sự là cái market crash nó sẽ xảy ra. Và chuyên mày ngày hôm nay chuyên mày sẽ chia sẻ với quý anh chị đó là cái market crash chuyên mày đoán đó là nó sẽ xảy ra trong năm 2021 hoặc là early 2022. Nhưng mà chị Mì muốn nói với với anh chị như thế này nè, thực sự ra nếu mà chị Mì đoán được 100% mà nó xảy ra thì thực sự ra chị Mì đã trở thành billionaire rồi. Nhưng mà chị Mì chia sẻ với quý anh chị là làm thế nào để chị Mì có thể chuẩn bị nếu cái market mà nó thật sự nó crash thì quý anh chị cũng như là chị Mì sẽ chuẩn bị một cái hành trang tốt nhất và kiếm được tiền nhiều nhất khi mà cái market nó crash. Còn giả sử nếu mà cái market nó không crash Thì làm thế nào mình vẫn có được những cái quyền lợi Cũng như là làm sao mình vẫn thắng được Nếu mà cái market nó không crash Thì đó mới là cái topic của ngày hôm nay Thì bây giờ mình sẽ chia sẻ cho quý anh chị năm cái yếu tố và năm điều Jimmy sẽ làm ngay bây giờ để chuẩn bị nếu market crash mình sẽ có được quyền lợi và không crash thì mình vẫn hưởng được cái quyền lợi luôn. Cái điều đầu tiên đó Jimmy muốn nói đó là time in the market is more important than timing the market nghĩa là gì? Có nhiều người đó là họ đợi chờ, họ canh, họ chuẩn bị hết tất cả mọi thứ là để cái market mà nó crash đó thì họ mới mua những cái cổ phiếu. Thì đối với Jimmy đó, nếu mà Jimmy hay là quên chị làm được cái điều này đó thì thực sự ra Jimmy chưa thấy ai từ trước đến giờ làm được cái điều này. Mà nếu mà Jimmy hay là Think Smart Brother hay là ai đó làm được điều này thì cái người đó sẽ trở thành billionaire. Ok? Tại biết khi nào market crash và khi nào market nó không crash. Cho nên cái chuyện nó rất là khó. Tuy nhiên, Jimmy hay nói đó và Jimmy đang làm đó là Jimmy time in the market là Jimmy nhảy vào ngay bây giờ để mua những công ty tiềm năng có thể 10x. Thí dụ như là những công ty gì? là những công ty như là trong thời gian vừa qua chị mày chia sẻ đó, những công ty như là Palantir, Neo hay là thậm chí những công ty nếu mà quên chị thích Tesla à cũng mua Tesla cũng được hoặc là những công ty như là Virgin Galactic, um Rolls -Royce, hay là những cái công ty mà chị mày nói đó là những công ty tiềm năng. Nên thấy. Okay? Thì bây giờ quý anh chị thấy đó là strategy là mình mua 3 cho đến 5 công ty favorite mà có thể 10x và mình giữ nó. Có nghĩa là gì? Là ví dụ như là nếu mà cái thị trường mà nó đi lên đó, Thì mình cũng đã mua vô rồi Thì mình sẽ đi lên chung với nó Còn nếu mà thị trường mà nó đi xuống đó Thì mình cũng không cần phải lo ngại Tại vì mình đã đầu tư từ năm 3 cho đến 5 năm Cho nên á, khi mà thị trường nó đi xuống đó Thì những công ty mà nó tốt đó Thì nó sẽ vượt qua những cái thời gian khó khăn Cho nên á Jimmy không recommend là mình phải giống như là đợi chờ market nó crash thì mình mới mua hãy mua ngay bây giờ những công ty tiềm năng ok Strategy số 2 của Jimmy đó là Jimmy reserve emergency fund khoảng chừng 10% cho đến 15% khi mà cái market nó crash, ok. Tại sao Jimmy nói điều này? Trong cái thời gian vừa qua đó, Jimmy bỏ lỡ rất là nhiều cái cơ hội là khi mà cái market đó mà nó pull back như là cái tuần vừa qua hay là nhiều cái tháng trước, mình ước gì? Ha, à, tức quá ta nếu mà cái market pull back như vậy mình có được khoảng chừng 10 cho đến 15 tiền dự trữ đó emergency đó ví dụ như là mình có 100 ngàn thì bây giờ mình không nên đầu tư hết 100 ngàn mình giữ lại khoảng chừng 10 ngàn hay là 15 ngàn thì market nó pull back trong tuần vừa qua sướng quá ta mà lấy 15 ngàn đó mình đầu tư vào những công ty tiền năng thì cái cơ hội mình thắng là rất là cao cho nên Jimmy Reserve 10 cho đến 15 lúc nào cũng nằm trong cái portfolio của Jimmy và khi mà cái thị trường mà nó crash 80 cho đến 90 của những công ty nó gớt khoảng chừng 30% cho đến 50% hay là thậm chí hơn thì mình sẽ mua những công ty đó và khi mà market khác quý anh chị sẽ biết được liền là trong cái tuần đó trong trong tháng đó là cái market nó đỏ hết tất cả mọi thứ luôn ok rồi cái điều số 3 đó chị mình muốn nói tới là như thế này nè win one year option and exit as soon as possible quý anh chị biết đó là chị mình đầu tư những cái option long term khoảng chừng một năm um, và chị mình tìm những công ty rất là tiềm năng mà Jimmy believe có thể thắng Thí dụ như là SNDL hay là những cái công ty mà Jimmy đầu tư vào Đó, thì bây giờ Jimmy nói tới SNDL đi ha Thì Jimmy đầu tư những công ty đó Nhưng mà đầu tư á, một năm option đó Thì nó có cái thời hạn Giả sử đó, cái goal của Jimmy là Jimmy nếu mà thắng được Là Jimmy phải bán ngay lập tức một số tiền khá nhiều trong đó và Jimmy có thể giữ lại một chút hoặc là Jimmy có thể bán hết thì tùy theo cái cái hoàn cảnh vào thời điểm đó như thế nào. Nhưng mà cái goal của Jimmy là khi mà SNDL đi lên nhiều là Jimmy sẽ bán đi cái phần option. Cái này Jimmy không không phải nói share nha. Jimmy đang nói đến option. Nếu mà ai chưa option sẽ hiểu ý của Jimmy nó muốn nói. Tại vì cái option đó nó có cái thời hạn. Mà nếu mà cái market nó crash đó, game over. Tại vì cái crash nó không phải là cái pullback. Cái crash là nó sẽ kéo dài đến 1 năm, 2 năm, thậm chí 3 năm và nếu cái option của quý anh chị đó có thời hạn thì mình sẽ mất hết tất cả tiền. Okay? Tại vì market đó đi xuống và thời hạn nó quá hạn là nó sẽ mất hết tiền luôn. Cho nên, Jimmy đoán là nếu cái market mà Jimmy believe nó sẽ happen crash trong năm 2021 và thậm chí early năm 2022. Tại sao Jimmy suy nghĩ có thể có, có những cái tình trạng crash? Thì ngày hôm nay không phải là một cái ngày mà Jimmy nói quá nhiều về cái phân tích khi nào cái market nó crash nhưng mà có thể có một video khác chuyên mình sẽ nói thêm nhưng mà chuyên mình sẽ nói tóm tắt lại đó chuyên mình thấy nhiều cái sự cố nó xảy ra nó giống như là một cái người mà bị ung thư gì đó thì trước khi họ bị ung thư họ mất đi thì họ sẽ có những cái triệu chứng của cái bệnh ung thư khi mà nó xảy ra thí dụ như là nhức đầu vào nhà thương hay là thậm chí thí dụ như là à, đau tim hay nó giả sử như những cái điều đó đó là những cái symptom thì nếu quên chị thấy đó những cái symptom nó đang xảy ra là những cái sự cố đang nó đang xảy ra tương tự như là những cái năm trước đó 2008 cũng như là năm 2000 như thế nào là interest rate hiện tại bây giờ từ từ gia tăng lên sau đó nếu quên chị biết đó là chính phủ Mỹ in một số tiền rất là nhiều trong những cái thời gian vừa qua để cung cấp cho COVID-19 và hỗ trợ cho những cái người dân thì khi mà một số tiền tới như vậy thì chắc chắn cái đồng tiền từ từ nó sẽ vô hiệu quả, nó sẽ inflate và khi mà nó inflate, interest rise thì cái giá tiền nó phải tăng lên. Khi mà cái giá tiền mà nó tăng lên đó có nghĩa là gì? Là người dân phải trả tiền nhiều để mua quần áo, mua đồ ăn, thức uống đó. Thì khi mà như vậy xảy ra thì nếu mà người dân hiện tại ngay bây giờ unemployment rate càng ngày nó càng gia tăng rất là nhiều mà khi mà unemployment rate nó gia tăng rất là nhiều thì bà con cô bác không có ai công an việc làm đó khi mà không có công an việc làm mà small business bây giờ nó phải đóng thuế rất là cao nữa đó business nó bị bị shut down hay là business nó bị close thì sẽ không có support được những cái người employee thì lúc đó đó là càng ngày nó càng suy thái đi và cái hiện tượng này nó xảy ra đang xảy ra trên toàn thế giới mà nếu mà thực sự nó xảy ra thì chuyện gì sẽ xảy ra thì chắc chắn cái market nó sẽ crash như là những năm vừa rồi là foreclosure nhiều, nhiều thứ xảy ra và đặc biệt hơn nữa nếu anh chị thấy đó có rất là nhiều người hiện tại như là quý anh chị như là Jimmy và rất là nhiều người họ vừa biết mới biết chơi cổ phiếu và họ mượn những cái margin trong những cái broker account rất là nhiều mà khi họ mượn margin như vậy họ không biết chơi thì họ sẽ thua lộ khi mà họ thua lộ thì chuyện gì sẽ xảy ra có nghĩa là họ phải mượn nợ mà khi mà họ mượn nợ mà họ không có tiền để trả đó thì chuyện gì sẽ xảy ra có nghĩa là có nghĩa là công an việc làm họ không có da và bây giờ họ phải trả nợ nữa thì lúc đó đó thì chắc chắn một điều sẽ xảy ra có nghĩa là nhà của họ đang in danger thì lúc đó họ có thể là bị sẽ bị foreclosure thì cái đó là những cái điều mà Jimmy đang nói cho quý anh chị thấy thôi nhưng mà Jimmy sẽ phân tách sau nhưng mà những cái sự cố đó đó nó là những cái hiện tượng của cái market nó sẽ chuẩn bị nó sẽ crash đó thì quý anh chị thấy đó cái market nó pull back trong thời gian vừa qua xuống đó nó giống như là một cái núi lửa vậy đó trước khi nó bùng nổ thì nó phải gơi những cái la và từ 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 thì bây giờ mày nói đó là chị khi mà thắng option là chị mày sẽ withdraw nhiều cái số tiền của option và lấy cái đó tiền đó bỏ vô trong cái Robinhood account để dự trữ. Thì đó là cái strategy số 3, tại vì nếu option expire là tiêu luôn đó. Và strategy số 4 của chị mày đó là build up a lot of cash flow and patient for the next crash. Quên chị biết đó là sau khi mà chị mày thắng những cái phần option cũng như là à, mỗi tháng chị mày làm có tiền đó thì Jimmy sẽ reserve một số tiền khá nhiều từ 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 build up thì Jimmy á, sẽ patient sẽ bình tĩnh ha relax tại nếu mà Jimmy đoán cái market nó sẽ crash thì không mình không có gì gọi là hurry tại vì Jimmy đã đầu tư 3 đến 5 công ty tiền năng rồi Jimmy cũng đầu tư đốt đốt con vào luôn rồi đó là khi mà market đi lên Jimmy vẫn lời nhưng mà khi mà market nó crash thì Jimmy cũng đã build up những cái cash flow những cái, cái số tiền và đợi chờ cái market nó crash thì bây giờ quý anh chị mường tượng nè. Nếu quý anh chị có vài trăm ngàn đó, mình giữ chữ sẵn. Khi mà cái market nó nó thu back như là tuần trước đi, mà quý anh chị đầu tư vào những công ty tiền năng đó là mình lời rất là nhiều. Thì bây giờ quý anh chị mường tượng, nếu cái market crash nó còn dữ dội hơn nữa, đó là giá nó còn thấp hơn nữa. Mà quý anh chị có vài trăm ngàn mà đầu tư vào thì nó quá tuyệt vời. Đó. Thì cái đó là một trong những chiến thuật của Jimmy. Thì cái 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 này đó thực sự ra là một trong những chiến thật Jimmy học được từ ông Warren Buffett là một cái nhà đầu tư mà giỏi nhất trên thế giới, nếu quý anh chị biết, rất là thông minh. Thì ông Warren Buffett này ông dùng cái chiến thật này, nếu quý anh chị biết đó, năm 2008 xảy ra và trong những thời gian vừa rồi đó là khi mà tất cả những cái nhà nó bị foreclosure rất là nhiều và nhà băng như là Wachovia đóng cửa và rất là nhiều cái cái một vài hãng Instagram nó cũng bị đóng cửa luôn và Mark đã đang bị suy thoái thì ông Warren Buffett này đó là ông vào Bank America và ông mua vô rất là nhiều xe của Bank America với một cái giá cực kỳ rẻ gọi là bottom price luôn đó mà ông không mua vô từ từ ông mua vô một số lượng rất là nhiều luôn đó thì ông mua vô Bank America và trở thành một cổ đông rất là lớn của Bank America với giá rất là thấp và bây giờ ông lời rất là nhiều. Thì tại sao ông Warren Buffett cái chứng thuật của ông đó là ông đợi đúng thời cơ và khi mà cái giá tốt nhất ông vô, ông nhảy vô là ông scoop cái price đó và ông biết được khi nào cái market nó crash tại sao Warren Buffett là một cái nhà đầu tư đó ông đã trải qua nhiều cái dòng lịch sử của thời gian ông đã chứng kiến những cái tình trạng xảy ra từ Great Depression cho đến World War 1, World War 2 giả, giả sử như vậy và ông thấy được những cái cycle. Nếu anh chị thấy đó, năm 2000 là cái market nó crash. Năm 2008 nó cũng xảy ra sự cố là 8 năm và bây giờ là năm 2021 rồi là gần như là sắp sửa sẽ xảy ra tại vì thường thường một cái cycle của nó đó nó tốn khoảng chừng 8 năm hay là 12 năm nó xảy ra. Ok. Thì Jimmy cũng chia sẻ là Warren Buffett ngoài cái vấn đề ông project Bank America thì ông project cái thằng gọi là BYD BYD là một công ty xe điện cạnh tranh với NIO đó, mà quý anh chị biết đó, ông mua cái đó với cái giá chỉ có một đô thôi, đó cái thời kỳ đó, thì ông đợi chờ mà cái giá nó rẻ kinh khủng luôn, ông vào cho nó, ông mua trong lúc người ta chưa tin tưởng về công ty xe điện đó, ông rất là thông thông minh cực kỳ luôn, thì chị mới học được cái strategy từ ông. OK? Thì cái point số năm đó là invest into cryptocurrency. Dogecoin, ok? Thì đối với Jimmy đó, hiện tại ngay bây giờ mì đầu tư Dogecoin là nhiều nhất đó. Và Jimmy rất tin tưởng vào cái phần Dogecoin và Jimmy tin tưởng là Dogecoin nó là cái currency number one on earth later on. Cái này là quan điểm của Jimmy thôi, ok? Thì Jimmy thấy đó khi mà cái đồng tiền mà của thế giới hay là nước Mỹ nó không còn giá trị đó thì người dân họ sẽ tin tưởng vào và họ sẽ đầu tư qua những cái digital currency và cái điều đầu tiên họ suy nghĩ tới có thể là Dogecoin khi mà nó become more popular thì khi mà cái market đó mà nó đi xuống đó thì thường thường quý anh chị thấy trong từng tuần vừa qua đó market nó pullback đó thì cái thằng Dogecoin này nó cũng không rớt cho máy và nếu mà chưa mình nghĩ market mà nó crash xuống nữa đó thì thằng Dogecoin này nó sẽ đi lên tại vì người ta không tin tưởng vào cái regular currency đó thì khi mà quý anh chị đầu tư như vậy thì khi mà mất nó đi xuống thì mình có tiền thì mình lấy cái tiền đó mình có thể dùng số tiền đó mình đầu tư qua những công ty tiền năng của mình cũng được đó hoặc là khi mà thời điểm đó thì quý anh chị có tiền đầu tư theo cũng được cho nên á đầu tư dogecoin digital currency nó là một cái điều khá tốt đối với Jimmy ok và Jimmy hy vọng á là đây là năm cái step mà Jimmy apply cho bản thân của mình thì thực sự ngày hôm nay Jimmy chia sẻ những điều này đó là hy vọng quý anh chị có thể lấy được những cái chìa khóa của Dreamy Và nếu quý anh chị thấy nó make sense Thì có thể apply cho tương lai Để giúp cho quý anh chị đầu tư thông minh hơn Còn nếu không make sense Thì quý anh chị cứ ignore cái video này Chúc quý anh chị một ngày thật là vui vẻ Hãy đầu tư thông minh